Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Thế giới hoàn mỹ. Thạch Hầu quay lại cung điện nơi Thạch Trung Thiên đang bế quan. Vừa vặn lúc quay về thì Thạch Trung Thiên cũng đã cảm ngộ xong. Ông thừa nhận tâm pháp của Nguyên Thiên Chí Tôn đúng là sâu xa rộng lớn. Ban nãy chỗ ngồi của ông không hề có thứ gì, nhưng bây giờ lại xuất hiện một cái bồ đoàn. Điều này làm cho cậu cũng thắc mắc. Thạch Trung Thiên giải thích, có lẽ có thể chứng diệu pháp của Nguyên Thiên Chí Tôn thì bồ đoàn sẽ tự động hiện ra giúp người cảm ngộ sâu hơn. Thạch Hạo định bế quan nhưng Thạch Trung Thiên đã khuyên cậu nên dùng một ít vật tầm bổ trước đã. Thế là hai ông cháu nhanh chóng chế biến một nồi thịt. Ở bên ngoài, lão tổ Bất Lão Sơn vẫn đang chờ đợi. Đã lâu không thấy có ai dùng tế mệnh phù, đoán chừng bọn họ đã đạt được truyền thừa vô thượng. Lão tổ trong lòng vui mừng, nhưng trên miệng lại khiêm tốn cho rằng ý trời khó nói. Nếu Bất Lão Sơn may mắn đạt được truyền thừa cấm kỵ đó, thì ông nguyện ý chia sẻ cùng mọi người. Cả đám nghe những lời này liền vui mừng liên tục tầng bốc. Nhưng còn đang cười lớn thích thú thì năm lão già bị Thạch Hạo tiêu diệt đã bị truyền tống ra bên ngoài. Bọn họ lập tức đem mọi chuyện bẩm báo lại, tiểu tử hoàng đó đã bắt đầu đại khai sát giới rồi. Về phía Thạch Hạo, hai ông cháu đang ăn uống ngon lành cành đào thì con thỏ người đừng mùi thơm nên tìm tới. Đúng là con thỏ tham ăn, ở đâu có đồ ăn thì ở đó có nó. Thái Âm Ngọc Thỏ tự cho mình không ăn thịt, chỉ thử cọng thần đằng trong nồi mà thôi. Nhìn thấy cô nàng này ăn lấy ăn để, hai ông cháu cũng không ngồi nhìn nữa, sợ là sẽ bị đối phương chén sạch nên cả hai cũng lập tức gắp đồ ăn. Đến khi no nề, Thạch Hạo mới bắt đầu bế quan, dùng tất cả tài học bí pháp trước kia dung nhập vào việc cải tạo cảnh giới. Quá trình cảm ngộ vô cùng thuận lợi và nhanh chóng hoàn thành. Đột nhiên một giọng nói vang lên thông báo, trong vòng 5 ngày, cảm ngộ tâm cảnh tại Thánh Điện, người có ấn chứng chỗ đắc có thể vào điện đường cao nhất. Thế là ba người lập tức chuyển tới điện đường. Nơi này đã có rất nhiều người tới trước, bọn họ đang đứng trước một cái bia đá, sương mù tan đi, để lộ dưới bia đá có một bộ chiến giáp. Bia là bảo bối tốt, ai cũng muốn đoạt lấy. Các thiên kiêu lập tức xông lên định giành lấy bộ giáp, nhưng vừa chạm vào thì đã bị lực lượng đánh bay ra xa. Đẳng cấp chiến giáp này quá cao, vượt xa năng lực khống chế của tất cả mọi người ở đây. Những người ở đây chỉ có cao nhất là thần hỏa cảnh, hoàn toàn không thể khống chế được. Chủ nhân của bộ giáp đã chết, chỉ còn lại ý niệm. Ông ta cũng cho biết không ai ở đây có thể lấy được chiến y, nhưng ông vẫn còn có bảo vật khác. Rất nhiều báu vật hiện ra, dường như mỗi người chỉ được chọn một món nên không có ai giành nhau. Thạch Hạo cũng giơ tay cầm lấy bảo vật, nhưng lại chỉ cầm được một bộ giáp rách nát. Ngay cả Thái Âm Ngọc Thỏ cũng lên tiếng cười nhạo. Thạch Hạo chỉ còn cách là tỏ vẻ bí ẩn, cho rằng đây là bảo bối, do cô nàng không có mắt nhìn bảo vật mà thôi. Chí bảo đã được người hữu duyên nhặt được. Việc kế tiếp là tiếp tục đi lên phía trước tìm kiếm cơ duyên. Mọi người đồng loạt xông qua cánh cổng. Sau cánh cổng là một vùng đất khác. Trước mặt cậu là một cái bậc thang nhìn không thấy điểm cuối. Chỉ cần bước tới đỉnh bậc thang thì có thể thu hoạch được kinh văn hoàn chỉnh. Thạch Hạo vừa treo lên được một đoạn thì đã bị một luồng công kích lao thẳng về mình. Tưởng là có người nào to gan tấn công mình nhưng ai ngờ rằng đây chỉ là công kích bị lạc trong lúc chiến đấu mà thôi. Bảo vật chỉ có một mà nơi này lại có rất nhiều người, ai cũng muốn tranh giành. Thế là giữa bọn họ xảy ra một trận đại chiến kịch liệt. Mỗi người đều chọn cho mình một đối thủ, mà nữ thì đấu với Nguyệt Thiền. Trận chiến giữa các thiên kiêu trong thời gian ngắn khó mà phân thắng bại. Thạch Hạo và Thạch Trung Thiên, Thái Âm Ngọc Thỏ thừa cơ hội hỗn loạn này để xông lên trên đỉnh. Ở trên đỉnh quả nhiên có một bộ kinh thư treo lơ lửng, nó chính là truyền thừa thực sự của Nguyên Thiên Chí Tôn. Thạch Hạo đã có trong tay một tấm kinh thư rồi, đây chính là một nửa. Có thêm thứ kia nữa thì sẽ có được truyền thừa hoàn chỉnh, cho nên nhất định phải giành được. Thạch Trung Thiên muốn nhân lúc còn chưa có người tới để tranh thủ giành lấy cốt thư. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì vài nhánh cây đã lao về phía Thạch Hạo. Nhìn thấy Thái Âm Ngọc Thỏ gặp nguy hiểm, cậu đành phải bỏ giờ việc lấy kinh thư để quay về ngăn cản công kích. Hung thủ tập kích là người của Ma Quỷ Viên. Vừa mới xuất hiện, hắn ta liền triệu hồi ra rất nhiều nhánh cây khống chế Thạch Hạo lại. Thấy cậu không hề phản kháng nên hắn ta lại càng thêm đắc ý, cho rằng nếu cậu biết sẽ bỏ mạng ở đây thì hà cớ gì phải tốn sức trèo lên. Thạch Hạo mỉa mai ngược lại. Sau đó chỉ cần bộc phát lực lượng nhục thần đã chặt đứt các nhánh cây. Tên kia thế phải lập tức hoảng sợ, chưa kịp để hắn ta hoàn hồn thì đã bị cậu dùng một trường tiêu diệt. Rắc rối tạm thời được giải quyết, Thạch Hạo lập tức tận dụng thời gian để giành lấy cốt thư. Tuy nhiên quá trình này lại lần nữa bị Đế Sung cắt ngang. Ngay sau đó đám thiên kiều cũng đuổi tới. Đế Sung tuyên bố nơi này ai có thực lực mạnh nhất thì lấy được cốt thư. Hắn nhanh chóng xông lên tấn công Thạch Hạo. Thạch Hạo vẫn như cũ sử dụng nhục thân để ngăn cản. Sau một cú va chạm, cả hai đều bị đẩy lui. Lần trước chiến đấu, Thạch Hạo chỉ sử dụng nhục thân mà không dùng bảo thuật, nên có phần bị thua thiệt. Bây giờ gặp lại, hắn ta vẫn nghĩ rằng nhục thân của cậu đã đạt tới giới hạn rồi. Đề Sung tiếp tục thi triển bảo thuật, ngưng tụ một con mãnh hổ khổng lồ, nó rơi chân định đè bẹp nam chính.
Thạch Hạo vẫn tiếp tục sử dụng lực lượng cơ thể ngăn cản, thành công đánh cho hắn ta trọng thương. Đổi lại thì cậu cũng bị Hứng chọn một chiêu này vào mặt. Đến đây thì cả hai đều đã bị trọng thương, nhưng bọn họ vẫn không dừng lại, cả hai đều xông lên tấn công. Đề Sung liên tục sử dụng bảo thuật tấn công, nhưng thực lực Thạch Hạo này đã khác xưa, cậu dễ dàng ngăn cản công kích, đẩy lui hắn ta rồi bắt đầu phản công. Tên kia dựng ra một bức tường che chắn, nhưng kết quả vẫn bị công kích của Thạch Hạo phá tan. Dù là như vậy thì Đề Sung vẫn cực kỳ tự tin, hắn thừa nhận nhục thể của cậu đã có thể tranh hơn thua với mình. Thạch Hạo cũng tuyên bố nếu tiếp tục đánh thì hắn ta sẽ hiểu rõ rằng cậu còn mạnh hơn hắn. Đế Sung không muốn chịu nhận thua, hắn bộc phát lực lượng, ngưng tụ thành một thân ảnh khổng lồ. Dự định là dạy cho Nam Chính một bài học, nhưng còn chưa kịp biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé! Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào!